có bóng tay chỉ mùi những bài khá về tình yêu tay bằng ngọt đến bộ nâng cứ bàn bởi vô lái thà chia ca bạc tốt rồi viếng bộ bà tì dù rú bạc tốt nâng bộ bà tì dù rú bạc chạc hộ và sát bạc tốt chỉ mùi nâng sẽ nhật nhóm nâng rú bà rầm chia bà tì dù rú đôi khní chạc hộ và sát nâng cứ chia rú bà sài mà hà phô tà rú rú bà rầm nâng coi chia rú bà sài mà hà phô tà rú nâng bà đại mà hà phu tử động đại được cho nên vì ở miền sọc sao mà nói ai cả làm thế nông phê nông về cả trầm tái upeka thì upeka chẳng upeka cả ba chẳng từ thái chia ru lọ hiện nhôm lọ bàn khơi như ru lọ ai từ nà mòn nà dừng khơi như ru lọ sạt lâu càng o nâng cho chùm tẹt để nó không ru lọ nâng nát dừng được ót như còn chân ta vô là chọc nâng rụp là o ô là o là o là o là o nâng ai để phơi dương nâng mà ai chân na đuôi chọc chùm tẹt chùm mũi là o là o vì là o hay là chọc chùm tẹt mũi là o vì tao chịu mình là o bình chẳng mà nói nhiệt nhóm rụp là o vì là o hay còn bàn tay đâu để chọc chùm tẹt nâng rụp là o vì tao chịu là o thì là thế lo thì thế ót là o tê lên rồi đó vì đâu hai chia cổ sao bị bạc hoặc là chỉ ăn được bao cổ sao tại sao ta cho chim pẹt đang sầm lên nắng cho chim pẹt đang sầm lên nắng vì ta chia rừng mình lo và ta chia lụp hệ ấy bình tư chân là khi nông chạc khâu bình nhiên chạc khâu bình nhiên đấy thưa tốt sản nặng cách nhận nhộm cách khơi như rưu quá chạc khâu bình nhiên thưa tốt sản nặng cách tiền cổ sao là bị bạc ở đây ạ à, cổ sao bị bạc ở đây cứ vơ tại tô sơn nạ cạch tê tô sơn nạ cạch này đó từ sao tại bình nhiên chia cổ sao bị bạc ở đây ạ à, cổ sao bị bạc ở đấy cứ vơ xạ và nạ cạch cạch đạp mốc nâng ở miền thôi cạch ấy xây tê nâng chạm đầu vì cái chúng ta đang chăm ba nâng chai cả đa một cách chẳng là buồn kể những vô cả đa còn chẳng là nhiệt nhôm tập o hỏi bàn chăm mười tờ nhiệt nhôm đạp tờ nhiệt nhôm là còn đạp bàn là còn riêng đôi trùng trừng trừng mấy thế tại nếu không à, hay tục cả khổ sao là bị ba cùng vây lơ ạ à, khổ sao bị ba mùi đuồng à có sao bị bạc cái chật nóng về miền tái bờ đuồng tê đào tờ à hay tờ cạc không sao bị bạc miền đào tờ hồng vầy nè lực mùi đuồng trầm đuồng tìm bờ nóng cứ thà chứ sao mà nó sao mà nó bình nhiên là thiệt à hay tờ cạc không sao bị bạc cái chật nóng để vừa kịch săn tay là nạ nâng thả tia làm bật nạ nâng vừa kịch nâng đó từ đuông tì phẩm bấy mà nó bình nhiên là thiệt hay tập cả không sao được bạc cái chật nắng cứ đôi tề nó khó nông hôm nay khang à không sao bị bạc cứ vừa kịch pram đôi khi nên miền bà đệ sân thị phụ quen chốt tệ xăm tê rồi nạ tạ tì lam bà nạ chân tơ kịch pram giang nâng vần tay xâm ra nếu khó nông đuông tì pram đuông tì pram cứ sọc hạng xa hạ cà tăng kai và nhiên là à hê tập cạc khô xa lạ bị bạc cái chật tăng kai và nhiên là chi à hê tập cạc khô xa lạ bị bạc cái tây mùi nâng sọc hạ bê tần lia tật tùa khao thật tẹ là o nâng cái ca sọc hạ bê tần lia đôi đôi này khang à khô xa lạ bị bạc cái ca tốc hạ bê tần lia tốc hạ xa hạ cà tăng năng mò bị cay và nhiên năng về chiều ba tì giờ rụp mến có bệnh ta bị bắt tốt chỉ mũi năng mà hà phu tử rù mà hà phu tử rù với là o chỉ đây để tuân sru chỉ phương để đau là mò mấy chân tớ cay để bắt tốt đến tớ vì tớ chỉ sọc hạ về tình nì cả sọc hạ về tình nì cả là năng bằng lục bồ khá chỉ sọc hạ sở hạ cả tạng năng ấy đòi tớ đường tì bụng phấn là mấy cầu miệt đó sao mà nó khang à cổ sao bị bạc nó ở miền khơi sao mà nó kho hay thay khang cổ sao bị bạc khang à cổ sao bị bạc miền khơi tô mà nó kho hay sao tại nòng cổ sao bị bạc khơi miền sao mà nó mình có khóc liền chấm tha một tí
à râm đây chi à râm là ồ vì miên đo thắc chi à tê ất thà râm chẳng hả thầy lại khang à râm là ồ à tê ất thà râm bàn chi à trâu miên sao mình nó xăm tê rồi nạ nâng trâu cao là sao mình nó xăm tê rồi nạ trâu cao là cứ chết mùi đuông nâng để đa tu nị tí chi xăm tê rồi nạ kịch cha na rầm là o nưng này khang a rầm này khang a có sáu vị ở miền tây anh nết hà rầm thế vì miền trâm tây anh nết hà rầm a rầm mình là o còn đang vị ở miền đâu cái này a tây anh nết hà rầm thế chẳng á vị ở miền đó a tây anh nết hà rầm a rầm để mình là o đâu cay lên như ở miền ấy miền trâm tây anh nết hà rầm à ấy có chi anh nết hà rầm mà cho mình là o tại đó cho a rầm là o vì chay gì pì mũi ất hà rầm là o thọ mật đa mùi tiết à tê ất hà rầm tiết à tê ất hà rầm rầm là o men tên đó đôi chuyện nè đại ban khơi như rupa sama sam phật ấy chấn từ thà ban khơi nêu à tê ất hà rầm từ à rầm mà ha là o mà ha cha đần đòn chấn nông ca từ tu nêu à rầm đây chỉ à tê ất hà rầm nó bị chạm bách trâu từ miên sao mà nó san tê là nè cả lại nghe ở ai cả đâu bây kha san tê là nè ban tê rồi bây khơi khơi như ru đòi chặt khô cọp từ đòi cây kha về từ ni ấy cọp đau rồi chân á vận tải đòi từ tuần pi chặt khô bình nhiên xong mà đây thành nặng chiều cây kha ấy chân á vận tải đòi xong tiền đã từ chía sau mình nọ mình một pi thà ru đứng với ọt cha chia tay ất thà rầm chân từ nắng chụp bồ ru đại chia tay ất thà rõ mà nắng ai miên nữ sau mình nọ xong tiền nặng cả lần tổng phí xăm ở đây chẳng nặng nâng bà thà rụp nâng chi ất thà rõm thơm ở đây thế vì mà ai cao nữ sao mà nó xăm tay rõ nặng thế vì cao trăm tàu tay khá xăm tay rõ nặng nâng nè hay vừa xin chi thà rụp nâng thơm ở đây là o đá tầm tay vì là o thơm ở đây nâng cứ mà nâu bình nhiên là thiên là chi có sao bị bạc hay tôi cặp có sao bị bạc nâng đuông tìm bấy ai cao là nâng nuông lại mình tỏ tí xăm vào đây chăn nặng nâng thế này dương mơ một cào mà tí tiệt đời nấy còn là tru tru nó lại thế tại cả tất tới sầm tay tràn chân nâng vận tay nhưng mà đang ba ở nhiệt nhôm nấng ba mơ nếu nòng nấng làm bay nghi su đo bị vô cả đa mùi tiệt này nè cả đa pi bệnh pi sẽ lập tiệt đi để nhiệt nhôm mơ tơ miền phong là nhẹ nhai nè nâng trâu ca ở nhiệt nhau mơ cái lại đi sân mà tru sân ý đồ chỉ cần đạt trơn phí hay nâng nhiệt nhau nó điền ấy gồ điền mẹ mẹ thế nó hệ tộc các kê rì gia chết bày đuông kê rì gia nấy điền mẹn chia vị ba chia cổ sao vị ba à cổ sao vị ba ấy thế ta chia kê rì gia kê rì gia bần tác có vì mình bật có chỉ mùi nâng lô phẹ tô sạ mô hạ lô phẹ tô sạ nâng quanh nhà đây chỉ kê để già nâng ấy có mến chi vị bạ hiệp ho bọc cam ấy nâng đài chẳng á à, vì mến chi vị bạ hiệp ho bọc cam ấy thế vì chỉ tu kê để già kron tài chỉ ca ca lăng này chết hay thơ kích nhân chân tử đồ chia bày kha tha cả tăng mà nô thiết tọa hệ tọa cả kê đi gia chất tăng mà nô thiết đại chia kê đi gia chất vật tới chỉ mùi bày kha về tình lý cả muốn phanh trả bình nhiên thôi ao và trở nạc cây trong phanh trả khuya thấy nế và toàn phi phải quen à tây tạ phải quen mô chân tơ phải quen cả trở nạc phải quen cô phải chê tiết bạch xa phải quen mình chô đó ao và trở nạc nâng chất đại phương ao và trở nạc cây nế à và chân nặng cái gì đi có pan chặt phi ri và chân nặng nhiều mơ ta mấy nhá pan chặt phi ri và chân nặng đi hai cái à và chân nặng còn toàn pi thở quen bay thở nặng nâng món á cứ à hết tất cả cái gì ra chết mà nô thiệt nè mà nô thiệt à hết tất cả cái gì ra nè đường ti mui đang ai đẹp hơn à và chân nặng cạnh nâng dường ọt ngò lấy thà sẽ cái à và chân nặng cạnh nâng chật nâng ba mò pi ná ha nâng ai tập cặp cây để già đường tì mùi chẳng ai đại phơi a và chuyện nặng kịch cứ kịch tu riu ro nở làm nầm nè cứ là hai tập cặp cây để già chặt đường tì mùi chẳng ai đại phơi a và chuyện nặng kịch
ហើយឬក៏យើងហៅថាបញ្ញកិរិយាវចនៈចិត្តនោះកិរិយារោគក្នុងអារម្មណ៍នៅទ្វារទាំង 5 ហ្នឹងកិរិយារោគអារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង 5 ហ្នឹងគឺកិរិយាមនោធាតុណាយើងហៅឲ្យថ្លៃមកថាកិរិយាមនោធាតុដឹងថាបេខាហើយប៉ុន្តែយើងហៅឲ្យថ្លៃត្រួតស្ដាប់ហើយក្រោយបើសំដែងទៅអាចដឹងថាកិរិយាមនោធាតុយើងដឹងថាគឺ អហេតុកកិរិយាដួងទី1ហ្នឹងបើថាកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុមួយទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើកិរិយាមនោធាតុហ្នឹងគឺសំដៅដល់អហេតុកកិរិយាដួងទី1ដែលធ្វើអវចនកិច្ចក្នុងបញ្ញវិរក្នុងបញ្ញវិអវចនកិច្ចអវចនកិច្ចហ្នឹងកើតនៅពេលណាយើងយល់បន្តពីណាមក ต่อไปเถวังกุปเฉตะนั้นมานะเถวังกุปเฉตะนั้นบัดสายเถวังรลดอัมปีเถวังนั้นมาจิตได้กาบันต่ออัมปีเถวังกุปเฉตะนั้นคือกิริยามโนธิตนั้นเองนะโนธิตอาจิอเหตุกะกิริยาจิตนั้นกาลังบันต่อ យល់ហើយញាតិយោមអញ្ចឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាកើតបន្តកើតនៅពេលដែលបច្ឆាយទៅវាំងហើយមិនជាផលរបស់បុណ្យជាផលរបស់បាបអីទេអានេះវាជាកិរិយាមនុស្សក៏មានទេវតាក៏មានព្រះអរហន្តក៏មានផុសជនក៏មានមនុស្សពលក៏មានសត្វរស់ក៏មានព្រោះចិត្តហ្នឹងវាក្រំទៅជាចលនាជានិយមរបស់ចិត្តទៅទេណា น่ะอดมีนาធ្វើឲ្យកើតឡើងឬក៏ចម្រើនអីទេវាជាចលនារបស់ចិត្តទៅអញ្ចឹងត្រូវតែមានសភាពរត់ទៅរកអារម្មណ៍នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងនេះសភាពរបស់ចិត្តឯមនុស្សទេវតាអីទាំងអស់មានត្រូវមានកិរិយាមនោធាតុតំពីតំពីភវាំងនឹងទៅឃើញណាឯកិរិយាមនោធាតុនឹងវាអត់មានអាស្រ័យនៅនឹងចក្ខុសោតៈភេទអ្នកជីវហាកាយទេ ហើយវាអាស្រ័យនឹងបេះដូងកិរិយាមនោធាតុហ្នឹងអាស្រ័យនឹងបេះដូងអញ្ចឹងបានយើងឆ្ងល់ថាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងស្អីញាតិយោអាស្រ័យនឹងបេះដូងឬក៏អាស្រ័យនៅនឹងចក្ខុប្រសាទនៅនឹងចក្ខុប្រសាទហើយចុះហេតុអីបានជាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាកើតក្រោយ ណាកើតក្រោយកិរិយាមនោធាតុទៅវិញបើរូបនឹងវាមកប៉ះគប់ជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទវានៅឯមុខឯណាឯនៅឯលើណាហើយមិនក៏កិរិយាមនោធាតុចិត្តនៅក្នុងបេះដូងវាទៅជាកើតមុនវិញយើងមើលតាមនឹងឃើញទេមើលតាមនឹងឃើញថាបន្តអំពីអតីតភវាំងភវាំងកជាអនាគតភវិជ្ជៈមកមិនមានកិរិយាមនោធាតុដែលធ្វើអវចនកិច្ចឬហៅថាបញ្ញវិរិយវចនកិច្ចនឹង มันปัญจวิริยวจนะกิจหายบ้านโจดอปัญจวิญญาณมันจังญาติโยมเนาะน่ะมันมีปัญจวิญญาณอึ้งซูถ้าจะหาดไอ้บ้านที่กิริยามโนธิตนั้นกาดมนกาดมนมันก็ត្រូវกาดมนบ่ารูปนั้นมาปักตบอยู่1นั้นจักขุประสาทไอ้นั้นเด้ไอ้ទៅสิจัดนําเป๊ะดงกาดมนវិញอันนั้นក្នុងข้อบ้านสัมปายท่องได้ท่าหม่อมปี สภาพในการปักตบนั้นวิญญาณดอมหาภูตรูปเด้วิญญาณดอหัตติยะรูปเว้เวเวสิการแปะปอนគ្នាទៅน่ะวิญญาณดอดอเบ็ดโดงเว้น่ะกรอนแต่มาคืนรูปมาปรึกนั้นเด้นําเพิ่นนั้นมันแม่นจะการจักขุวิญญาณนั้นเพลียมเด้จักขุประสาทปักตบទៅเพลียมนั้นเนาะจัดอาศัยเบ็ดโดงญัวมนเนาะญัวมนจักขุวิญญาณพ่อ ตอนแต่จัดนั้นปัญจวิญญาณมีจักขุวิญญาณสัตตวิญญาณเพียรในวิญญาณมีปัญจวิญญาณวจนะมีจักขุวิญญาณสัตตวิญญาณกาลังจังเตมุยนากาลังจังเตหายก็ลดตั้งปัญจวิญญาณกาลังมีจักขุวิญญาณสัตตวิญญาณจังเตมันอาจกาลังบรรทออัมปีจักขุวิริยวจนะหรือหากสัตตวิริยวจนะอเหตุกะ กิริยามโนธาตุดวงที่ 1 นั้นได้ไปធ្វើอาวัจนกิจ
chân nạc cây cơ bán hai bánh chật vi rìa bạch chân nạc cơ bán phụ chân nên tôi là dân càng mô cả đặc hàng này với nhớ thầy đường tì pi đường tì pi hay tất cả cơ địa chật đường tì pi nếu một bây khá xa cả tăng mà nâu bình nhiên là thiết tôi là hay tất cả cơ địa chật tăng mà nâu bình nhiên là thiết đại kia hệ tập cả cây để giải chết và phật tế chỉ mới bị khai về tình nghĩa cả tam phan dịch tiết phơi vua thảo và nạn cây cây cầm nạp đang là làm nếu khẳng một sam tê nạn và cả thân ông mình ô tiết phơi a và chân nạn cây rụng phân nạn là làm nạn cây chật nấn đồn tì pi nấn cả lan phơi cây pi chật đồn tì pi phơi cây pi bậc ai cả lan thân ông phan dịch tiết và cả lan thân ông phan dịch tiết phơi vua thảo và nạn cây chân ạ. Đó chỉ có nơi không phải nhật với dân đang hay tòa một tí ấy à và chân nạ mó miền miền chạc khô bình nhiên á miền phải nhật bình nhiên nâng hay ban xăm ở đây chẳng nạ xăm tay ở nạ vô thả và nạ vô thả và nạ nâng ấy chỉ sẽ nhận nhớm chỉ bị ba đưa qua chia kê để giá chia kê để giá kê để giá nó kê để giá đồn tí nạ đồn tí bẩm án kê để giá đồn tí tí nâng ấy là vớ vô thả và nạ cắt đầy cầm nót cắt đầy à làm nó cứ chết đuông tì tì nâng ai nâng bà cá nâng nóng bằng chật tiết vô vô thạ và nạc kịch tai bà cá được nâng mà nô tiê ra bị thấy ọt vô vô thạ và nạc kịch tế vô a và chật nạc kịch đài cổ nâng mà nô tiê ra bị thấy ọt miên xăm bà đây chăn nạc xong tay là nạc tể từ miên tại a và chật nạc chô tôi chỉ vòn tay mà đòn chật này bà khóc nìa vì bằng chật tiết chân nãy chấm chặt đôn tì pi nó vừa cạch pi nằm vừa cạch pi vừa vô thả mà nạ cách nông phan dịch tiết vừa à và chân nạ cách nông mà nô thức bi hay đòi từ đôn tì bấy nãy sao mà nô xa cạch tăng mà nô vừa nhiên là thiệt tâu à hê tập cạch kê để giá chặt tăng mà nô vừa nhiên là thiệt đại chi à hê tập cạch kê để giá chất được vật tế chỉ mùi sao mà nô sở về tình yếc cạch nông phía tiền cạch mùi vừa chỉ vô nạ cách tại mình giang thì chết là bác phía ra hôn hạ khá hạ xe tổ phá tệ chết chân thì nhóm là bác phía ra hôn nâng nâng áp bí thô mắt quan cả hạ thơ khmai dưỡng thị trấn đã tha sao mà nó giả cả tăng hạ xe tổ phá tệ chết tăng chân thầm đoàn sự đặt chmục chết nâng áp chmục kịch nâng tay mà đoàn cả tất dưỡng riêng riêng chmục chết 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 mối miền kịch mối miền kịch là bác chết miền chmục xê đồ chỉ lưu phẹt lục hẹ mù lịch chất ấy chân tớ đồn tì mũi chmô ấy thả sao mà nó xa cả tăng tất hệ cả tạ xăm bởi vô tăng à xăm khá là căng lịch một chất tai đòi tờ lục hẹ nó vừa cách ấy phớ chịa vô nạ kịch hay nế chân này chân bàn không sự phơi khá lục nẹ riêng nâng ọt bàn kết lục đạc chmô kịch tầng ọt đạc chmô xăm tay lục nạ đạc chmô vô thạ và nạ đạc chmô xăm ở đây chăn nạ tạm đoàn là riêng riêng tất vào bạc vô xăm tay ở nát phương cách và màn nhàng tiết hơi xăm tay ở nát luôn ai một tiền đôi chìa hệ tổ cạc kê đề gia hệ tổ cạc bị bạc ấy đôn đi vùng phân lệch phương cách pram giang thì đã thao tay khá xăm tay ở nát phương cách pram giang pram giang sẽ ấy khóa tham yên bây xăm thi phương quen chợt tê tạ tiên là mà nát xăm tay ở nát luôn ai tiền thế nế nâng mơ phí phá chmô hình chẳng chẳng bàn chìa trâu ca riêng chmô chật hai bạn dưỡng riêng thả chất đáng phơ cạch ấy cạch đến số 1 ấy đồ chí thả nếu khả năng sao mà nó kể đi ra thì chứ sao mà nó đồn thị bày nấm đã chia hệ tổ cạch kể đi ra một bánh cứ sao mà nó xa xa hạ cạch tăng mà nó vừa nhìn là thiệt tốt là hệ tổ cạch kể đi ra chất tăng đòi được phơ cạch vừa chỉ vô là cạch cứ hạ tha hạ xe tổ bạc tệ chất hào khá hạ xe tổ bạc tệ chật bà cũng ao chật lắm nhiệt nhô bài thêm sao mà nó xa hạ cạch tăng mà nô vừa nhìn là thiệt tội hay tất cả kê địa chật tăng hạ xe tổ bạc tệ chật tăng chết tổ bạc hàm to vì một nâng á bà cũng ao chật lắm tại ập miên à hay tất cả kê địa chứ sao mà nô hồi nào mới chật lắm ấy thế nhưng đăng thà sao mà nô mà nó vừa nhiên là thiệt đây chứ sao mà nó dân đăng khai chia hạ xe tổ bạc tệ chất đó ở miền tây chả lòng chỉ mũi đuông nà thiệt tê chấn nâng nâng tục một ngày sẵn tới bà sẽ đạt mùi tiệt nè bà sẽ đạt mùi tiệt nó miền phi sẽ lập mùi mối bình bình đầm ốc
nhận nhôm sửa lấy nhận nhôm riêng ở trăm bạch hào được xê chẳng rồi là mơ của ban ọt mơ của ban miền Nam ở hiện thái anh đi chẳng nông bị thay chật tệ mà hòn ta rộm hồi nế thì mẹ rộm nông phan chật phía sao mấy nhận nhôm ban cái cật đá vì cả vật tư này chất nông phanh chất phí nông phanh chất phí ở miền nay ta mà lắm nên tìm mũi khởi nhé khởi à tệ mà hoàn ta lắm ta thà là rộm thông rộm thông rộm thì thông mà rụp rụp là ô ấy chân tớ vừa xùm lây khăn ngay chân tớ vừa ơi lư lươn mà chăm cái đặt cho là đo ngay chân á nên là à tệ mà hoàn ta lắm mà rộm thì cho bài thông với bà con tệ mà hòn ta rắm đó tệ mà hòn ta rắm không đấy tần ta vì mình sẽ bạc đôi tệ thì nè anh biết bạc ta rắm à tệ bạc ta rắm là tiêu khang một à chứng vì thấy chết ai cả là bán tam là dễ này à rắm bà rắm không có việc cả là bàn cục nè đào tạ ti làm bàn này chẳng tới bà rắm bị tôi tế vì mình ai đào tạ ti làm bàn này thì tạ ti làm bàn này chật nắng về chia vị ba với tôi cả là mình không bán cho tôi tặng tiền làm mặt nạ tự bàn chẳng được non là tệ mà anh ta ra mới nhịp nhôm mường tịch tới phải dừng mường pi on thua và đai đến tịch đã thử quen phải quen cái chợ đã phải quen khu vực chết tệ đang on thua cứ bàn đó cả mẹ và đệ sanh thị đọc đường nâng cả mẹ và đệ sanh thị đọc đường nhưng đang hai miền say kha miền mà hai vị ba bay mà nó bay đó hay pi tiết ai cứ hay tập cặn bị ba lại khang cột sao mà đuống hạ cột sao mà đuông chúng ta chỉ đọp nó cả mẹ và để sẵn thị đọp nâng hay bơ thà tầng o thì mà đó người ta chỉ đọp cùng buồn rồi mà nay đây mà hạ cả tặng cùng buồn nó tiền nó tại nó không phun cám cứ để sẵn thị đào chết đọp đuông nâng cứ miền mà hạ bị bạc cùng vấy hay nâng à hệ tục các cổ sao bị bá bị bà mà đuống à hệ tục các à cổ sao bị bá và đuông à, đuông thì cầm pel đuông thì cầm pel không à cổ sao bị bá hay từng đuông thì cầm vây không cổ sao bị bá nâng là đa tu nịt tí và để sản thị nâng hay đa tu nịt tí chi phải quen nâng nè chấn phải quen nâng cứ dừng cho là phải quen nâng chất ấy kế phải quen nâng ấy thì chỉ phải quen vì cào một cái chất mà rồi mà thay mũi đuông tao tiên rứ phải quen nâng à, nhiệt nhiều miền ngọt thế hả ấy kế phải quen nâng nhưng mà chất tên mà rồi mà thay mũi đuông được mình khơi cho một chất nào mũi cho một hạt phải quen thề mẹ nói con chắc nè tự ở mình khơi chất nào mũi cho một hạt phải quen thề hay còn mình khơi chết nạ mũi chung một tháng xăm ở đây chăn nạ xăm tê nạ vô thạo và nạ ấy đài anh chắc phải quen nâng xây ở nâng cứ dương tự dương tự đăng hầm phí kịch 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 bọc chật nâng phải quen nâng cứ chứ kịch cho bọc xây chứ kịch là bọc mà hai vị bạc vậy đúng đấy dương là toàn viên bao tê tái chứ kịch là bọc à hê tự các cột sao là vị bạc đuông thì bầm vậy thì phải quen cả kịch nâng rứa rồi chứ kịch là bọc à có sao bị ba đuông thì phẩm phờ nâng đại phớ phèo quen cả cây có đuông thì phẩm phờ lắm với cây và má à có sao bị ba nâng với cây và má nhiệt nhóm miền tràm thế với cây pram với cây pram mù là hai nhiệt nhóm ọt tràm mà bị ọt dồn chẳng ạ mù là hai ọt dồn mà bị ọt đại bàn riêng mù là hai tham đại bàn riêng mà bị ọt tròn riêng chẳng thơ chờ và áp dụ về ngày về nè nè chẳng nếu không thể quen on khó cứ ban đầu chết ở phơi và để sẵn thị rứ có chết đọc đua miền hay tổ cạ vị ba tại khang của sao à của sao hay nâng mà hai vị ba nâng anh chẳng hay đào từ bạn giật phi đi qua chân nát bạn đó kể đi ra mà nô thiệt thì nế nâng cứ bị chạy cho bá nhờ à, cũng ôi ngon là sẽ ấy kế bạn giật phi đi qua chân nát chạy nâng bạn bao chạy ấy
nâng dương dương xa rư bì môn màu bình mớ thà bánh kẹt vi riêu và chân nặng nó cứ ban đo kê rì dà mà nó thiết đung tì mùi ạ phơ cạch riêu rô bà rong bấng ná cạch riêu rô bà rong bà tòm tì phù quen nặng mờ nâng nâng chạp tàm bì dô lên á nhịp nhóm mười mên tên á chạp tàm bì dô vô á miên pêl chả nê đạp ở mên tên hay bánh chả bình nhiên nâng bạn đó ấy cái bàn trả bình nhiên là ấy cứ bạn đó vị bàn trả bình nhiên đó nhìn nhau so vị bàn trả bình nhiên đó thế cứ cậu xá cứ chặt khâu bình nhiên phí sao tạo bình nhiên phí khi là bình nhiên phí chi và hai bình nhiên phí cài bình nhiên phí ấy cái phí phí đó cứ lại khang cậu xá mỗi ạ cậu xá ngồi thế đấy lại khang cậu xá vị bạ mỗi ạ cậu xá vị bạ ngồi phí bạm đó bỏ chẳng tờ hay là vị bàn chạ vị nâng pì bàn chạ pram pì pram đón đọc cứ vị hay là vị bàn chạ bình nhiên đọc cái lại bàn chạ bình nhiên nâng bàn đó vị bàn chạ bình nhiên nâng hai tại tư cao là ơn á nhận nhau mà riêng gặp ơi chỉ lòm tiết hả chẳng tư thử quen cô phải chê tiện từ lúc tới bàn chạ thuy riêng và chẳng nạc kê rìa mà nó thiết cả lời hai rồi lột tới chẳng vị quan trọng bình yên cao mà đông chẳng đọc rứ cao mà đông chẳng đọc tới nhận nhóm và tê cao mà đông chẳng mùi tê hai cổng lên cao chẳng tì đây để mùi tê bà ru cũng lõ chạc khâu bình yên đây chía cậu sao lắm cao làm tờ bà mình lõ à cậu sao cậu cái làm tờ chẳng à dựa là tế bình đánh lưu đi kế lưu ai lưu được lưu sài chẳng nâng chẳng ấy sao mà đây chăn nặng sao mà đây chăn nặng từ tua nó kịch nó từ tua làm bàn đó ấy bàn đó bị bạn mà nô thiệt ti bị bạn mà nô thiệt ti để đun ti của muối ti của muối đằng song kháng á nó đèn cổ sáu và đun ti của muối hạ cổ sáu và đun ti của muối hạ thao bị bạn mà nô thiệt với sao mà đây chăn nặng kịch mà nô thiệt nè mà nô thiệt ti sưu tha cát lang mà đong chèn pi đi bây giờ mấy chèn nhóm cát mà đong chèn mui tê bà từ tu là lâm lõ vị bạn mà nô thiệt đuông ti của muối này khang cổ sao vị bạn nó có cát lang mà đuông nâng chèn tới phơi xăm mà đây chăn à cây đau được pê phơi xăm mà đây chăn à cây nông pê nó ngọt miệng hao tha vị bạn mà nô thiệt hay tổ cát kia ra chật ấy chết đấy thì hao một cây bỏ chật bây giờ là vị bạn mà nô thiệt phơi xăm ở đây chẳng nặng, phơi xăm ở đây chẳng nặng kịch. Chẳng hạn miền tu này tì, tôi thà mình nuôi dưỡng chim ấy là thà một sọc cho mày coi phơi cá ấy phơi cá ấy cái nó gọi là phơi cá ong cá, rồi gọi phơi cá con ong gọi xuông phơi cá cắt sợi cam gọi là chật cam, đấy phơi cá ấy chẳng từ một cá nghe nó nghe một đôi chim một coi sọc như thế, coi chim một sọc phơi cá sọc ở đây, coi chim một sọc coi phơi cá ấy là nó tên đó. À, thì mẹ kia ấy ấy chẳng thân á tôi cả chẳng nâng chứ một càng nghe bọc gọt chật nó gọi chẳng ra chật nâng vị ba mà nô thiệt đã mà nô thiệt là hệ tập cả chứ một chật và chật vừa cách thao thác xăm và đầy chẳng là cây xăm tay là nạ xăm tay là nạ nâng cứ ban đo xăm tay là nạ vị ba bấy nóng lý đạo xăm tay là nạ vị ba và người ta chóm chứ một chật nâng cứ mà đo hệ tục cả khổ sao bị ba mà đuống hay nắng à mà pi đuống hay nắng ạ khổ sao mà đuồng nè này càng khổ sao thì đuồng thì bẩm phơi đuồng thì bẩm bay ạ khổ sao thì đuồng thì bẩm phơi lần ấy để phơi xong tay là nạ nô hay vô thả và nạ nắng cứ bàn đó kể để giá mà nô bình yên kể để giá mà nô bình yên là thiệt đuồng thì mán đuồng thì pi đồng thì pi kê ra mà đâu bao nhiêu là thiệt đằng ấy này phơi vô thả và nặng lại bây giờ môn nắng đó hay đó là chịu vón và chịu vón được nông phun cam bao dương nắng cứ mình đu tê và đa ba giờ phun nắng cứ miền cam mà chịu vón nắng mà thay cùng buồn để chịu vón nắng ấy chịu vón nắng chịu vón cứ chật nè chịu vón thì chật đài nắng tận tái chịu cột sao luôn và chịu ạt cột sao là chậm từ chịu cột sao luôn chịu ạt cột sao là chậm từ bạn đó cam mà chịu vón mà thay cùng buồn cứ ạ có sao lại chật đập phí hạ xe tổ ba tẹ muối
nè mà ha có sao bầm bấy mà ha kê đi ra bầm bấy nâng thầy chi mà phay bầm buôn là nâng bàn đó chịu vôn hàng thạc ca mà chịu vôn là phay bầm buôn hay bàn đó tạc tia làm bản nạng phi cả nạng tạc tia làm bản nạng bàn bò phì nạ tạc tia làm bản nạng nâng tạc tia làm bản nạng cứ mình bàn bò phì nạ tê cứ chia à hê tục cạc cụ sao bị bạc phi đuông đuông thì phẩm phê đuông thì phẩm bấy hay nâng à cụ sao bị bạc đuông thì phẩm phê nâng ai nè thơ tạc tia làm bản nạng hay nâng mà ha bị bạc phẩm bấy nâng nè thơ tạc tia làm bản nạng cạnh nâng ta ní con tài ao nhiệt nhôm mơ tà ràng nâng tịch tớ hay sắc xa tam nâng chung ngon lấy xua tớ hay chừng mơ một tí à rong bình à rong vì thống vì chặt ta ôm ca chưa bị thay chật nà tay tạ thờ quén ca làm thì mũi thần nạ thế có tệ chô cam thờ quén cả chạ rần nạ hãy có cô bà chê tệ mò đời xa à rong nâng vì khăn hay đòi tớ này kháng mẹ hòn ta rõm mẹ này tì tì mà hòn ta rõm ấy mà hòn ta rõm mẹ tì này bằng tay này tì muối cứ chấp ra mà tay ta phải quen tì hình ạ đòi xa rõm mẹ tù chứ là phải quen nóng viên nhô tay ta phải quen nóng viên nơ tay ta hay tay ta tiệt á phụ à rõm còn lòng tư tì hình ạ chật mình ai chô cằn thì thay lươn đâu chi ạ tệ mà hòn ta rõm tê tay ta phải quen cả đào từ ti hình nặng hai bàn thờ quen cái chân nặng cô phải chết tệ hai bàn bàn chặt phía đi và chân nặng môi thần nặng chẳng mớ bàn chặt phía đi và chân nặng môi thần nặng mớ hai bàn bàn chặt bình nhiên môi thần nặng tiết xăm và đây chân nặng môi thần nặng tiết xăm tê nặng môi thần nặng mớ vô thà vật nặng môi thần nặng mớ chịu vôn vơ thần nặng dừng khơi ảnh miên sợi kế ảnh miên ở miền tạ tia làm bản nạng mùa hai ấy mùa hai tha chết với ở hai trăm đập bờ bản nạng nâng ba à tây tạ thở quen người lại để nhồi nó pi bản nạng hơi phía mình ai đó tạ tia làm bản nạng bàn tê nâng hai tha chết vấn đề vừa đấy nè à rầm nâng việc cả là nhàng chết ở cả là trăm tay chịu quan ấy còn là lớp chối thở quen mình từ vì mình ai là đó tạ tia làm bản nạng bàn tê để đôi chết hạ nó bỏ nó người sral nó bỏ người sral ấy từ Kofsko slap môn từ Kofsko chẳng đồng cửa nóng vì mình ai lô để phô bàn tê chẳng á rồi còn tầm bò người tu tê ấy chẳng á mà ai lô để phô bàn tê chẳng á rong vì thò mặt đá mình ai phơi ấy phơi ấy ấy phơi ấy tạ tia làm bản nạng cả là bản tề nâng nực nông mà hòn ta rõ miền tì này nhà mà hòn ta rõ miền tì này mà này tiệt nâng cư thả à tây tạ phở quen đòi tạ bay khả nạ này tì mùi nâng cư à tây tạ phở quen tì khả nạ này tì tí à tây tạ phở quen miền đòi tạ bay khả nạ bàn châu đòi phở quen cả chả nai cô phải chết tệ anh chẳng mở hố đòi chìa buồn nhằng đài vẫn tay tôi chỉ rằng nó có nơi thả chía chịu vượt nẹ vượt đẹp nó có nóng chịu vô nơi vượt đẹp vẫn tay xâm ra bà ta ra mà rõm tôi hay nó hạ tệ bà ta ra mà rõm tôi mên tên tiếp xâm ra bà ta rõm miên phụ mùi này nhập nhộm ạch mơ tam nâng hậu hài chân tên á miên phụ mùi này nói vì ạch mẹ tay tạ thử quen buôn khẩn nạ, pram khẩn nạ, phụ mùi khẩn nạ ấy chân tay vẫn thế vì mình châu đo chỉ vòn thế vì bàn trăm tại vô thả vật nạ thế hà là vô thả vật nạ vừa đẹp vì mình ai châu đo chỉ vòn thế vì cả là nào trăm nắng về lốt châu phải quen mình từ cả là nào trăm nắng về lốt châu phải quen mình từ vì mình châu đo chỉ vòn bán một phía lắm thì tôi tê nâng hà thả vô thả vật nạ vừa đẹp là châu cam bị thay đấy vẫn thế bàn trăm tại vô thả vật nạ rồi lốt tới ở châu đo chỉ vòn còn ọt ạch đừng ở đó mấy bàn tặng ọ miên tê khát chật dương chân người ta nhật nhôm phần dương ọt đừng thà vì mình chật nâng vừa miên cùng lăng châu lo chịu vốn á vì bàn trầm mà thà tăng chạm nhiên chạm khâu bình nhiên chẳng tới xa mà đây chẳng nạ xoan tê nạ vụt thả vật đắc châu phở viên mình mặt á châu phở viên mình mặt tới ọt bàn cặp đây ở đó mấy hai phần tế chịu vốn ọt bàn xì xoay ở đó nâng dạng nà chị chịu vốn chị của xoay ạc xoay ọt tế lệ châu can phở viên mình tê anh đang hát tháo vô tha vật nạ vật đẹp
hay miền mô khẽ vừa rẽ nó xong rạp ạ tệ và đá ta rõm nó ạ rõm bởi tôi bê châu nâng á ạ tệ và đá ta rõm ạ rõm bởi tôi bê châu nâng cứ tha nơi tệ nó không phải quen nâng quen phải quen phải quen là hốt chân à nè ai châu đào bị thay ấy bàn tê nè chân nó không ca sắc xa và thô là bỏ nhiệt nhôm vụt bò đi xa tầm ơ vì rương vì thay chật nâng vì là nó ca bật tớ ọt toàn trâu riêng bao con thế viên nấu khăn ông bò đi chai tì tì buồn thế tì buồn thế trâu riêng tì bị thay chật nâng quần tái riêng làm phí à hê tục cả chết mấy trăm ba chứ trâu trở riêng tì bị thay chật bà mình tìm bị thay chật riêng là hê tục cả chết tiên ấm dưỡng thế ấm dưỡng đăng dưỡng hạ tên nhỏ chạm tới hay chật nâng cả là nó phêl nà ấm dưỡng lấy ấm dưỡng chẳng bàn về chăm bài từ mờ hay mình sầm nay nhưng mà ngày nâng thế cả bữa tới sầm nay to từ hồ hai là hồ nâng nè vì đường bị thay chật ấy thằng o nâng nó dịch nhôm sạp ở đây là đài du thử du lúc hai dịch nhôm đồng nghi na du lúc ấy con sa hà bị thò mà du phía trên chật sập thằng o chẳng mình con sa nơi sờ la bập ở mũi đầm tên thay ấy nè mơ tới sật nơi mơ lên khơi như thế nào đạo của em ta chui tiết mơ một chọn khơi như phong dẫn tới chọn riêng chơi đâu rồi mình lươn là ha nghỉ đi chẳng á dẫn bàn sát đạp nó có sầm nang bó nhiệt nhôm đây sầm nang á